liên quan đến về thông tin về loạn giá xe cứu thương mà báo Sài Gòn Giải Phóng phản ánh. Chiều ngày 19 tháng 8, Phó giáo sư tiến sĩ Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Sở đã nắm thông tin và giao thanh tra Sở Y tế rà soát, xác minh để có hướng giải quyết. Chuyện thu giá cao của tư nhân trong cung ứng dịch vụ y tế, nếu trái quy định thì thanh tra sẽ xử lý, nếu chưa có quy định xử lý thì đơn vị sẽ kiến nghị có biện pháp phù hợp. Dự kiến trong tuần sau, lãnh đạo Sở sẽ họp bàn về phát triển cấp cứu ngoại viện, trong đó đề cập vấn đề về minh bạch giá vận chuyển cấp cứu. Trước đó, từ ngày 15 đến ngày 19 tháng 8, báo Sài Gòn Giải Phóng đăng tải về thông tin phản ánh thực trạng một số nhà xe cấp cứu lạm thu khiến người bệnh gặp nhiều khó khăn. Sau khi loạt bài viết được đăng tải, nhiều bạn đọc bày tỏ bức xúc trước thái độ thờ ơ, vô cảm của nhà xe, cũng như lên án những bất cập tồn tại xung quanh loại hình vận chuyển này.